Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì đã là khoảng 23 giờ rồi. Và ngày hôm nay, chị muốn cùng với các bạn kết thúc một ngày dài bằng một bài văn tham khảo. Hãy lắng nghe bài văn này, sau đó thì chúng mình sẽ cùng đi ngủ, có một giấc ngủ thật là ngon, thật là trọn vẹn các bạn nhé. Xin chào các em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phát của chị. Và đây sẽ là một bài văn tham khảo trước khi chúng mình đi ngủ để kết thúc một ngày dài. Một ngày mà các bạn đã làm việc, đã học tập rất là mệt mỏi rồi đúng không nào? Xin chào các em, đã có rất là nhiều bạn lên cùng với chị trong buổi tối muộn ngày hôm nay rồi. Bây giờ đã là 23 giờ rồi đúng không nào? Ôi nhanh quá, bây giờ đã được 300 bạn rồi, chưa đến 30 giây luôn. Rồi đồng ý các bạn ơi. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một bài văn tham khảo để chúng mình có được một ngày trọn vẹn hơn, được không ạ? Rồi xin chào các bạn, xin chào các em nhé. Ôi đông thế, 400 bạn rồi mà mới chỉ có 1 phút thôi đấy. Xin chào các em, xin chào các bạn nhá. Rồi, có một cái rất là bất cập là chị không hiểu tại sao nhưng mà chị không thể nào đọc được comment của các bạn đâu. Không biết là có phải là vì bị chặn comment ở trên điện thoại hay không, nhưng mà không đọc được comment của các bạn ý. Đấy, chỉ thấy là các bạn vào xem phần phát trực tiếp của chị thôi. Thế nên là bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu luôn nhá. Nhanh chóng rồi chúng mình đi ngủ thôi. Kết thúc một ngày cùng với chị Hiên nhỉ. đồng ý rất là nhiều bạn đã có mặt ở đây cùng với chị rồi này. Ôi, hơn 500 bạn rồi này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về một bài văn được trích từ cuốn này. Đó là tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, hay còn gọi là hộp nhạc văn chương, một trong những cuốn sách cực kỳ quen thuộc đối với các bạn đang ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đúng không nào? Những bạn nào chưa có cuốn sách này, hãy nhanh tay dinh về sở hữu và để đồng thời sở hữu thêm rất là nhiều những cái bản audio ở trên app Học Văn Chị Hiên nữa nhé. Còn bây giờ thì sẽ là bài viết tham khảo dành cho các bạn để kết thúc một ngày dài mệt mỏi và đón chờ một giấc ngủ thật là ngon, thật là trọn vẹn các em nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau thôi. Chị sẽ cùng mở ra, được không ạ? Chị sẽ cùng mở hộp nhạc văn chương này ra cùng với các em. Năm nay thì các bạn nói với chị ấy là các em nghi ngờ là sẽ vào văn xuôi ấy. Mà nhá, đã vào văn xuôi rồi ấy thì thường ấy là người ta sẽ kiểu hay cho vào Người lái đò sông Đà. Em nghi ngờ bài đó lắm chị ạ. Thế nên ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đến với một bài văn mẫu tham khảo. Bài văn này chị cũng đã từng đọc cho các bạn rồi, thế nhưng có thể là rất là nhiều bạn đã quên đi rồi. Đó chính là phân tích vẻ đẹp hình tượng người lái đò sông Đà trong tác phẩm Tùy bút cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Đồng ý không? Các bạn ơi, được không nào? Nhắc lại một lần nữa nhé. Đề bài ngày hôm nay của chúng mình sẽ là phân tích vẻ đẹp hình tượng người lái đò sông Đà trong tác phẩm Tùy bút cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Và bây giờ sẽ là bài viết tham khảo dành cho hơn 600 bạn đang lắng nghe phần video cùng với chị ngày hôm nay. Đồng ý không ạ? Bài viết như thế này. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự: gì lừng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không. Lời viết ấy khiến cho biết bao trái tim rung lên những nhịp bồi hồi, tự nhìn lại về tình yêu của chính mình đang giữ. Thế nhưng khi đọc những dòng viết này, trong tôi lại trào lên biết bao suy nghĩ về thế giới văn chương nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, thế nên những người nghệ sĩ sáng tác vốn dĩ không thể lừng lơ trong điều mình nghĩ, trong điều mình viết. Sứ mệnh của nhà văn chẳng phải là đi đến tận cùng để tìm ra giọng nói của riêng mình hay sao? Đọc tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, ta mới tìm thấy được người nghệ sĩ ấy đã dám đi tới tận cùng của sự khác biệt. Sự độc đáo trong ngòi bút Nguyễn Tuân được thể hiện rất rõ trong việc xây dựng thành công hình tượng người lái đò sông Đà trong Thiên Tùy bút cùng tên của ông. Các bạn ơi, gì lửng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không nhá. Và tình yêu ở đây là tình yêu của một người dành cho một người, nhưng cũng là tình yêu dành cho bất cứ thứ gì các bạn đang theo đuổi. Thế nên
đừng lửng lơ trong những điều mình đang theo đuổi nhá. Ở đây mượn một cái ý lời của tác giả Nguyễn Ngọc Tư để chị đưa vào trong này. Hy vọng là chúng ta đã có được một cái mở bài rất là đặc sắc cho cái đề bài ngày hôm nay, đó chính là hình tượng người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên. Tiếp tục nha. Nói về văn chương của Nguyễn Tuân, giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét: khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèn, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi, như là ném ra trong một cơn say chính choáng khinh bạc đấy, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa. Minh chứng cho giọng văn không giống ai, không trộn lẫn, đó chính là tác phẩm Người lái đò sông Đà. Tác phẩm này là thành quả của chuyến đi thực tế vào năm 1958. Tác phẩm này là thành quả mà Nguyễn Tuân đã ấp ủ sau rất nhiều chuyến đi ngược lên Tây Bắc. Và chuyến đi vào năm 1958 chính là cơ duyên lớn nhất để ông hoàn thành tác phẩm này. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo. Ngoài phong cảnh Tây Bắc uy nghiêm hùng vĩ, tuyệt vời, thơ mộng, Nguyễn Tuân còn phát hiện những điểm quý báu trong tâm hồn con người mà ông gọi là thứ vàng 10 đã qua thử lửa, là chất vàng 10 của tâm hồn Tây Bắc. Người lái đò sông Đà được in trong tập tùy bút sông Đà xuất bản năm 1960, một trong số những thành tựu đánh dấu tên tuổi của Nguyễn Tuân với thể loại sở trường. Các bạn ơi, một cái đoạn rất là ngắn thôi, thế nhưng mà khái quát lại được tất cả mọi thứ của chúng mình luôn, phải không ạ? Có thể thấy rằng đây là một cái đoạn mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho cả cái phần mà các bạn viết về hình tượng sông Đà nữa, chứ không riêng gì là hình tượng người lái đò sông Đà đâu. Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nha. Rồi, tiếp tục này. Lật dở từng trang viết của Nguyễn Tuân, ta biết được ông lái đò quê ở Lai Châu, làm nghề chèo đò trên dòng sông Đà đã hơn 10 năm. Với khoảng thời gian chinh chiến này, đủ để đôi tay của ông vững vàng và trở thành một tay lái lão luyện. Trên sông Đà ông xuôi, ông ngược trên 100 lần rồi, và chính tay ông giữ lái độ 60 lần. Ông là một con người từng trải, là linh hồn của sông nước Đà Giang. Ông hiểu dòng sông như hiểu chính bản thân mình. Đối với người lái đò sông Đà, dòng sông này là nơi để ông ghi lại những dấu ấn, viết những bản thiên hùng ca trong cuộc đời của mình. Nó thân thuộc tới mức như cách ông nhớ một bài văn, từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than và cả những đoạn xuống dòng. Nguyễn Tuân đã thể hiện sự cảm phục của mình với người lái đò bằng những hình ảnh so sánh đầy chất văn. Cuộc sống của ông lão đơn giản bình thường nhưng cũng rất đỗi phi thường. Ông lái đò sông Đà hiện lên trong lòng độc giả với hình ảnh của một ông lão 70 tuổi với mái tóc bạc phơ. Với mái tóc bạc phơ, cái đầu bạc quắc thước đặt trên một thân hình cao gọn quánh những chất sừng chất mun và hai cánh tay trẻ tráng. Nhãn giới của ông cao vời vợi, tiếng nói ào ào như nước thác mặt gành sông. Hai chân khuỳnh khuỳnh như lúc nào cũng kẹp chặt một cái cuống lái trong tưởng tượng. Tay ông dài lêu nghêu. Trong tâm thức của người đọc, ông đò hiện lên với hình ảnh của một con người cưỡi sóng, đạp gió, là vẻ đẹp của người anh hùng lao động giữa cuộc sống đời thường. Ông lái đò được miêu tả bằng những cảm nhận phong phú từ các giác quan, cảm hứng của người nghệ sĩ và bằng kho từ ngữ phong phú, giàu giá trị tạo hình của Nguyễn Tuân, để cho người đọc có được đầy đủ nhất về con người sinh ra từ sóng nước Đà Giang này. Các bạn ơi, đây là một cái đoạn nói về khái quát chung lai lịch ngoại hình của ông lái đò sông Đà. Khi mà phân tích một hình tượng nhân vật ý, thì bao giờ chúng mình cũng sẽ làm gì nhở? À, bao giờ chúng mình cũng sẽ trọng tâm vào việc là chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu về khái quát chung về lai lịch ngoại hình đã. Sau đó chúng mình sẽ nói về vẻ đẹp. Và bây giờ sẽ là phần nói về vẻ đẹp của hình tượng người lái đò sông Đà. Các bạn cùng chú ý giúp chị nhé. Ông lái đò hiện lên trong tâm thức người đọc, mang vẻ đẹp của một chiến tướng. Dũng cảm, quyết đoán, nhanh nhạy trong từng lời nói hành động khi chỉ huy con thuyền vượt thác. Giữa tương quan thác nước sông Đà dữ dội mênh mông, với một ông lái đò không chỉ có chiếc thuyền là chiến mã, tay chèo là thanh gươm, người đọc không cảm thấy sự mất cân bằng, mà trái lại, vẻ đẹp của con người trong khung cảnh ấy còn hiện lên mang tầm vóc của vẻ đẹp thiên nhiên vũ trụ.
trong trận thủy chiến, đã có những lúc thác nước sông Đá mưu mô xảo quyệt tới mức như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái, thúc gối vào bụng vào hông thuyền. Ông lái đò lúc bấy giờ đã bị thương, nhưng vẫn nhất định giữ lấy mái chèo. Hai chân ông kẹp chặt cuống lái. Với ông, cưỡi lên thác sông Đà phải cưỡi đến cùng như cưỡi hổ. Ông nắm chặt lấy bờm sóng. Đúng cuồng rồi, ông đò ghì cương lái miết một đường, chéo về phía cửa đá. Chinh chiến đã lâu, ông đò thuộc lòng binh pháp của thần sông thần đá nơi đây, cho nên ông lão đã vận dụng sáng tạo những chiến thuật của mình để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Đứa thì ông tránh mà rào bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn chặt đôi ra để mở đường tiến. Ông lão ấy đã giao chiến với tướng đá, quân đá thạch trận trên sông Đà như một dũng sĩ giữa đời thường. Ông làm chủ thiên nhiên và tin vào sức mạnh của chính bản thân mình. Con sông Đà dữ tợn đến mức muốn tìm mọi cách để nuốt chửng con thuyền, không cho đi ngang qua đây. Có những lúc chúng đội cả thuyền lên, nó bám lấy thuyền như đô vật bám lấy thắt lưng của đối thủ. Trong tình cảnh như vậy, ông đò như đang bị lật ngửa mình ra giữa âm thanh của đất trời. Bằng trí dũng, qua được vòng 1, vòng 2, vòng 3 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ so với hai vòng trước, vòng này là ít cửa sinh nhất. Bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Luồng sống duy nhất ở chặng 3 này nằm ở giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Ông lái đò hiện lên giữa sự nhịp nhàng, nhất là ở chặng 3 này. Ông lái đò hiện lên với sự nhịp nhàng điêu luyện khi chèo lái con thuyền. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên che xuyên qua nhanh hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Nguyễn Tuân đã đưa ra một phép so sánh độc đáo và chính xác, gây được nhiều ấn tượng trong lòng độc giả. Đó là hình ảnh người lái đò và người lái xe đang lao xuống dốc đèo. Người lái xe khi nguy nan vẫn còn có chỗ để bám víu, đó là phanh tay, có tiến lên lùi lại. Còn với người lái đò bây giờ thì không còn đường lùi. Cái thuyền mà lao xuống thác thì chả có cái phanh nào cả, chỉ có lao đi chứ không lùi lại. Không lao trúng tim luồng nước thì thuyền quay ngang mà úp xuống chứ chẳng có lùi gì cả. Trong trận thủy chiến, ông lái đò như một chiến tướng tả xung hữu đột, phát huy trọn vẹn đủ đầy sự tài trí linh hoạt ứng biến của mình. Vượt qua 3 trùng vi thạch trận với rất ít cửa sinh, ông lái đò đã thành công với việc phá vỡ trùng vi thạch trận này để giành thắng lợi về cho mình. Miêu tả ông lái đò, Nguyễn Tuân muốn đưa ra một triết lý, một thông điệp cực kỳ có giá trị. Đó chính là, giữa thế giới tàn độc dữ dội và nham hiểm, thế giới man dại đầy những cạm bẫy ấy, con người vẫn dũng cảm, vẫn đủ kinh nghiệm để tìm lại luồng sinh bằng sự trải nghiệm và trí tuệ tuyệt vời của mình. Các bạn ơi, có thể thấy rằng là đây là cái vẻ đẹp đầu tiên chúng ta nói về ông lái đò sông Đà. Bên cạnh hình ảnh của một người lái đò mà cực kỳ am hiểu về dòng sông, đã gắn liền với cuộc đời mình ngót 10 năm, phải không ạ? Ông lão này thì đã làm nghề lái đò trên con sông Đà này chừng 10 năm rồi. Đã gì ạ? Hiện tại thì ông đang là chỉ huy một con thuyền có 6 mái chèo. Và ông đã xuôi, đã ngược trên dòng sông Đà này gì nhở? À, đã khoảng 100 lần rồi. Thế nên là những cái sự hiểu biết của ông về dòng sông Đà này, rồi chúng ta thấy được ở đây đó là gì ạ? À, đó là những cái phẩm chất được bộc lộ rất là rõ qua một cái trận thạch thủy trận, qua một cái cuộc vượt thác của ông lái đò sông Đà trên con thuyền của mình. Thì chúng ta có thể thấy rằng là vẻ đẹp đầu tiên chúng ta tìm hiểu với nhau, đó là cái vẻ đẹp mưu trí, đó là cái vẻ đẹp linh hoạt của người lái đò sông Đà. Mặc dù ông lão này đã bước vào độ tuổi 70 rồi, chứ không còn phải là trẻ trung, không phải là 27 hay là 37, mà bây giờ là 70 rồi. Hình ảnh của một con người chính xác, sinh ra và thuộc về sóng nước Đà Giang, đúng không ạ? Rồi tiếp tục nhá. Hình ảnh ông lái đò, một người lao động bình thường hiện lên trong tâm thức người đọc, không chỉ là một chiến tướng trí dũng song toàn, một con người điêu luyện trong công việc của mình, mà còn hiện lên với hình ảnh của một người nghệ sĩ với tay lái ra hoa, tay lái nở hoa. Ông là một người vừa thông minh, anh hùng dũng cảm, vừa tài tình, tài tử, nghệ sĩ. Thật tinh tế, Nguyễn Tuân đã tạo được một cái nền nghệ thuật phù hợp để tôn vinh nhân vật của mình. Trận thủy chiến dữ dội vậy, khó khăn thế, nhưng bằng tài năng trí dũng, ông lái đò đã vượt qua tất cả những khó khăn để trở về với cuộc sống thanh bình.
Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh, sông nước lại thanh bình. Đêm đó, nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam mà bàn tán về cá anh vũ, cá rầm xanh. Ông lái đò bây giờ trải qua hết những thời khắc khó khăn vất vả để trở về với những giây phút thanh bình mơ mộng, quên đi khoảnh khắc mình vừa cận kề với cái chết, quên đi khoảnh khắc vừa phải đối mặt với loài thủy quái. Có thể thấy, ông lái đò sông Đà là một dũng tướng mang trong mình tâm thái của một người nghệ sĩ ung dung, tự do, tự tại. Đó là một cao nhân, đồng thời cũng là một tao nhân. Viết về người lái đò sông Đà, ngòi bút của Nguyễn Tuân hiện lên với tràn đầy cảm hứng lãng mạn. Cảm hứng ấy thấm sâu và lan tỏa trong những câu văn viết về đời thực, về con người thực. Cảm hứng lãng mạn ấy được sử dụng trong tùy bút, đặc biệt khi viết về người lái đò đã tạo nên một khúc ca tươi đẹp hào sảng khi viết về con người lao động. Cảm hứng ngợi ca vẫn được Nguyễn Tuân giữ nguyên vẹn khi viết về nhân vật thứ hai này của mình. Ông lái đò đã thôi làm nghề nhưng trên ngực vẫn bầm tụ một củ khoai nâu. Ấy là hình ảnh quý giá của thứ huân chương siêu hạng. Nguyễn Tuân gọi đó là thứ huân chương siêu hạng, một thứ huân chương dành cho người hùng của đời thường. Hình ảnh này thật đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao. Đọc người lái đò sông Đà, người ta càng hiểu thêm lý do vì sao cái đẹp trong văn của Nguyễn Tuân được gọi là cái đẹp đạt đến độ hoàn thiện hoàn mỹ. Bằng tình yêu thiên nhiên đất nước, kết hợp với ngôn từ độc đáo, tài hoa, Nguyễn Tuân đã tái hiện một khung cảnh Tây Bắc thật hùng vĩ mà cũng thật trữ tình, làm ta thêm tự hào về núi sông Tổ quốc nguy nga tráng lệ và càng thêm trân trọng những cống hiến trong lao động của những con người thầm lặng. Hình tượng ông lái đò sông Đà qua ngòi bút của Nguyễn Tuân vừa thể hiện cho thấy người đọc cảm thấy mình nhỏ bé, vừa khiến chúng ta mở rộng đôi mắt của mình để nhìn ngắm xung quanh và trông thấy những vẻ đẹp bình thường mà phi thường trong cuộc sống hàng ngày. Văn chương của Nguyễn Tuân quả thực là thứ văn chương chứa đầy sức bí ẩn, hấp dẫn với bạn đọc nhiều thế hệ. Được không ạ? Các bạn thân mến, đó là bài viết ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn, được trích ra từ cuốn Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, hay còn gọi là hộp nhạc văn chương, một món quà dành tặng cho chúng mình, để chúng mình có thể cảm thấy là thật ra việc viết được những cái bài văn nghị luận văn học hay chưa bao giờ là khó khăn cả. Chỉ cần các bạn có đủ thời gian là các bạn sẽ làm được thôi, được không ạ? Khi các em đã đầy đủ kiến thức nền, khi các bạn đã đầy đủ về phương pháp rồi, và khi mà các bạn đã có đủ thời gian để chúng mình luyện tập để chín muồi trong cái việc là gì ạ? À, trong cái việc là chúng ta viết nghị luận văn học rồi, thì các bạn sẽ không cảm thấy nó khó khăn đâu. Bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn, hiện tại các em đang gặp khó khăn gì trong việc học văn thế? Để chị có thể phản hồi và giải đáp cho chúng mình. Lâu rồi chị cũng không dành thời gian để trò chuyện với các bạn. Chị chỉ có hướng dẫn và hướng dẫn thôi, chứ chị chưa có thời gian để biết được là các em đang gặp những vấn đề khó khăn gì. Thế nên nếu như ngày hôm nay các bạn đang cảm thấy vướng mắc trong cái việc học văn về bất cứ vấn đề nào thì nhắn cho chị nhá, được không ạ? Nào, để lại comment tại đây giúp chị sẽ giải đáp giúp cho các em. Các em muốn tìm hiểu sách này thì chủ động nhắn tin cho các anh chị admin fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn nhá, được không nào? Các bạn ơi, các em có câu hỏi gì dành cho chị không? Sắp thi rồi nhở? Nếu như không nhầm thì chúng mình sẽ chỉ còn khoảng 6 ngày chủ nhật nữa là chúng mình sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi đấy. Phải không? Chúng mình sẽ chỉ còn 6 chủ nhật nữa thôi là chúng mình sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Là một cái kỳ thi cực kỳ là quan trọng đối với các bạn luôn. Các em đã chờ đợi 12 năm rồi để bắt đầu kỳ thi này, đúng không ạ? Các bạn ơi, học mãi không vào á. Tại vì sao mà lại học mãi không vào? Tại bởi vì là lười biếng à? Học cứ được 5 phút là lại lướt điện thoại xem 30 phút à? Trời ơi, phải nghiêm túc với bản thân mình chứ. Bây giờ nếu mà các bạn không nghiêm túc với bản thân mình thì sẽ không còn cơ hội để nghiêm túc với bản thân mình nữa đâu. Chị nói luôn là như vậy nhá. Các em mà không nghiêm túc với bản thân mình là các em không còn thời gian để nghiêm túc nữa đâu. Thế bây giờ muốn là vào được ngôi trường đại học mình mong muốn, hay là bây giờ muốn cù bất cù bơ? Bây giờ muốn như thế nào thì nói một câu đi để cho chị còn biết nhá. À rồi, làm sao để tạo điểm nhấn cho bài nghị luận văn học ạ? Đây là một cái câu hỏi mà chị nhận được rất là nhiều từ các bạn, được không nào? Có nghĩa là các bạn muốn một cái bài viết của mình vừa đúng này, à, vừa đủ này, đúng chưa? Các em lại còn muốn nó ấn tượng, và cái sự ấn tượng này được thể hiện ở cái việc là nó vừa sâu này và nó vừa hay nữa.
Đấy, được không ạ? Đây là cái tiêu chí mà kiểu bạn nào cũng muốn ấy. Bạn nào cũng muốn cái bài nghị luận văn học của mình, bởi vì các em cũng biết rằng cái câu này là cái câu 5 điểm mà. Nên ai cũng muốn là cái bài viết của mình nó sẽ đạt được những cái yếu tố này. Thế thì chị muốn nói với các bạn này, nếu như các bạn muốn có bài viết đúng và đủ nhá, thì các em phải cần, thứ nhất, kiến thức nền. Ok chưa? Thứ hai, đó là phương pháp. Và điều quan trọng nhất ý, là các bạn biết cái này thôi chưa đủ đâu ạ. Nhá, cái này thôi chưa đủ đâu ạ. Cái quan trọng là các bạn phải biết linh hoạt sử dụng cái này. Hiểu ý chị không? Các em phải biết linh hoạt sử dụng cái này. Khi nào mà các bạn đã đảm bảo giúp cho chị về cái việc là chúng ta đã có được kiến thức nền về các tác phẩm siêu chắc chắn rồi, chúng ta đã có một cái phương pháp làm đề nghị luận văn học rất là đúng rồi, thì các em sẽ đạt được cái một cái bài viết đúng và đủ. Thế còn làm thế nào để cho bài viết của chúng mình sâu và hay đây? Đây cũng là một trong những cái câu hỏi mà các bạn dành cho chị nhiều kinh khủng luôn. Thì sẽ có một số những cái vấn đề sau mà các bạn cần phải quan tâm nhá. Vẫn là cái kiến thức mà các bạn chủ động trau dồi thôi. Nhưng hãy lưu ý giúp chị rằng chúng ta nên bổ sung thêm những cái phần kiến thức liên hệ mở rộng. Được không nào? Bởi vì đây chính là cái tiền đề, giống như việc nếu như các bạn chỉ kiến thức nền cho các bạn tầm nhìn như thế này, thì kiến thức liên hệ mở rộng sẽ cho các bạn cái tầm nhìn như thế này. Các em hiểu ý chị không ạ? Tức là cái góc nhìn của chúng mình về cái vấn đề đấy sẽ được mở rộng hơn rất là nhiều ấy. Và khi mà các bạn biết sử dụng linh hoạt một cách phù hợp cái kiến thức liên hệ mở rộng này đưa vào trong bài của mình, thì chắc chắn là cái bài của các bạn sẽ ấn tượng hơn so với bài của người khác, là điều chắc chắn luôn rồi. Được không ạ? Thêm một cái nữa nhá, các bạn cũng phải tạo ra cái chất văn cho chính mình. Được không ạ? Nhưng chị nói luôn, cái này không phải là cái các bạn muốn là được. Không phải là sau một ngày ngủ dậy các bạn mở mắt ra là các bạn có được cái chất trong việc viết bài. Đây là cái việc chúng mình sử dụng từ ngữ để làm gì ạ? Để thể hiện cái ý mà chúng ta muốn biểu đạt, thêm vào đấy là để kết nối, để giúp cho cái bài viết của chúng ta được gì ạ? À, được gọi là linh hoạt hơn, bài viết của chúng ta sẽ được trau chuốt hơn, bài viết của chúng ta sẽ được đúng hơn, gọi là sang xịn mịn hơn, mượt hơn, nhá. Đồng ý chưa nào? Rồi, đây là một trong những cái lời khuyên dành cho các bạn. Hãy lưu ý giúp chị rằng cái phần để sâu và hay không phải là cái quá trình các bạn chỉ học một hôm hay hai hôm, mà nó sẽ là cái quá trình các bạn cần phải luyện tập rất là nhiều đấy nhá. Lưu ý giúp cho chị. Chị ơi, em học bài rất kỹ rồi, học phân tích cực kỹ luôn, nhưng mà lúc nào đặt bút viết thì não kiểu trôi hết kiến thức luôn ạ. Chị nói luôn, chị nói cái này em đừng buồn nhá. Chị nói cái này em đừng buồn. Thật ra là em chỉ đang học vẹt thôi, chứ không phải là em học hiểu. Chính vì là em đang học vẹt theo một cái cách giống như kiểu một cái máy ấy, cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ vào đầu ấy, thế nên mới bị trôi tuột như thế. Còn nếu như người ta đã học hiểu ấy, thì em phải hiểu rằng chị vẫn hay nói với các bạn đấy, đối với những cái bạn học sinh giỏi nhá, dường như các bạn ấy tự hình thành được cho mình một cái gọi là phản xạ văn học. Phản xạ văn học ở đây là gì? Hỏi đến cái vấn đề nào là ngay lập tức các bạn ấy có những cái phản xạ ngay lập, nói chung là có những cái phản xạ rất nhanh về vấn đề đó luôn, chứ không phải là phải chờ đợi một vài giây để suy nghĩ đâu. Có thể là cái phản xạ đó nó chưa đầy đủ ngay lúc đầu, nhưng mà ngay lập tức là ào ào kiến thức nó sẽ quay trở về, và các bạn ấy sẽ biết hệ thống lại cực kỳ gọn gàng cái phần kiến thức đấy. Thế nên là chị nói luôn với em, mặc dù có thể em sẽ buồn, nhưng mà em phải tự nhìn nhận lại về cái phần học kiến thức nền của mình đi. Tự đặt câu hỏi ra cho chính bản thân mình là em đang thực sự học hiểu hay là em đang học vẹt. Chị nói thật đấy, đây không phải là câu chuyện của một mình bạn đang đặt câu hỏi ra cho chị, mà chị nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn cũng đang gì ạ, cũng đang băn khoăn và thắc mắc nhá. Nên các em đừng đổ lỗi cho cái việc là bởi vì các em không thể ghi nhớ được, hay là vì sao, hay là vì chúng ta thấy rằng là quá mệt mỏi trong cái việc ghi nhớ mà chúng ta bỏ cuộc trong cái việc đấy. Quan trọng là phải học hiểu nhá. Quan trọng là phải học hiểu chứ không phải là học vẹt. Chị nhắc lại một lần nữa là như vậy. Chị cũng nhắc lại luôn với các em là bây giờ chúng mình sẽ chỉ còn 6 chủ nhật nữa thôi nhá. 6 chủ nhật để chúng ta cố gắng và nỗ lực cho cái mục tiêu cuối cùng của chúng mình. Chị tin là các em bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng
về mọi thứ rồi. Còn nếu như ai mà chưa chuẩn bị sẵn sàng về mọi thứ, đặc biệt là đối với môn văn, thì đăng ký ngay khóa học 10 ngày. Bởi vì đây sẽ là cái khóa học mà chị tổng ôn cho các bạn tất cả mọi thứ luôn nhá. Thế nên hãy đăng ký ngay khóa học 10 ngày. Nhiều bạn hỏi chị 10 ngày có đủ không ạ? 10 ngày học 30 phút một ngày thì không đủ, nhưng 10 ngày mà học từ 3 cho đến 5 tiếng thì sẽ đủ đấy nhá. Tổng ôn lại tất cả mọi thứ luôn. Đây là một cái khóa học, chị nói thật, trước tiên là phải nói này, nó vui. Vui là vì tinh thần cực kỳ hào hứng. Cái thứ hai, hiệu quả vô cùng. Bởi vì chị đã lựa chọn ra cái thời gian để tổng ôn lại mọi thứ tốt nhất có thể. Đó chính là chúng mình sẽ học vào khoảng đầu tháng 6 đến giữa tháng 6. Thế nên là hãy lưu ý cái việc này, tự cho mình một cái cơ hội để mình khái quát lại về kiến thức đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học xem sao nhá. Được chưa nào? Lưu ý giúp chị là như thế, được chưa ạ? Còn đương nhiên là ở đây chị thấy có rất là nhiều bạn, được không ạ? Ở đây có rất là nhiều bạn đang gặp cái trường hợp là không biết ôn văn ở cái giai đoạn cuối này như thế nào. Và gặp cực kỳ nhiều trường hợp, ví dụ như chị ơi em viết lủng củng lắm, rồi thì em gặp vấn đề này, em gặp vấn đề kia, nhiều vấn đề lắm. Chị nghĩ là cái việc các em xác định được vấn đề mình đang gặp là một cái việc rất là tốt. Bởi vì các em biết được là mình đang yếu ở đâu rồi. Nhưng chỉ dừng lại ở việc mình biết mình đang yếu ở đâu thì chưa đủ. Mình phải tìm ra cách khắc phục. Nếu như bản thân vẫn cảm thấy mình đang bị yếu đuối về cái này, về cái kia, thì cứ sẵn sàng nhắn tin cho các anh chị, được không ạ? Admin fanpage học văn chị Yên hoạt động 24/24. Được không nào? 24/24, có bất cứ khó khăn gì, bọn chị đều sẵn sàng giúp đỡ cho các em mà. Nên các bạn phải chủ động lên nhá. Các em phải chủ động cái đấy lên. Ok chưa? Hiểu chị chưa? Còn lại chị cũng biết ý, là các em bây giờ có thể là nghĩ là môn văn chưa cần thiết phải ôn. Bây giờ vẫn còn tận hơn một tháng nữa cơ mà, làm gì phải ôn môn văn sớm thế? Kiểu thế. Nhưng nói chung là không có gì là sớm đâu. Chị nói luôn, cảnh báo luôn, ngày hôm nay là ngày cảnh báo luôn nhá. Ngày hôm nay là ngày cảnh báo luôn đấy. Nên là lưu ý giúp cho chị về cái này, được không ạ? À, ở đây có bạn nào muốn dành thêm câu hỏi cho chị nữa không? Vừa rồi ấy là chị đã hướng dẫn cho các bạn về một cái bài liên quan tới hình tượng người lái đò sông Đà trong tác phẩm gì ạ? Trong tác phẩm Trong Thiên Tùy Bút Cùng Tên của Nguyễn Tuân rồi đấy. Thế nên nếu như bạn nào mà chưa lắng nghe trọn vẹn cái bài văn tham khảo đấy thì các em có thể xem lại phần phát trực tiếp này nhá. Bởi vì như đã nói thì năm nay chúng ta thấy rằng Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà là một trong những tác phẩm cực kỳ đáng chú ý, đúng không? Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ, đúng không? Và chúng ta cũng thấy rằng là không biết từ bao giờ thì dòng sông, những cái dòng sông đã trở thành nơi bắt nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu những thi sĩ, những nhà văn, nhà thơ để lại những áng văn, áng thơ thật hay cho cuộc đời này rồi, đúng không? Thì cụ thể là trong năm nay các bạn ấy cũng sợ lắm, cũng sợ là mình sẽ kiểu chết chìm trong những dòng sông. Thế thì thay vì việc là chúng mình sợ là chết chìm trong những dòng sông thì các em sẽ cố gắng tập trung, mình sẽ học kiến thức nền trước. Sau đó mình sẽ học về phương pháp, sau đó mình sẽ luyện tập để cho cái phần viết của mình trôi chảy nhá. Hiểu ý chị chưa ạ? Chị ơi em thi đê mà không nhớ gì các tác phẩm. Trời ơi em đùa chị à Minh Anh. Thế á, bây giờ mà không nghĩ gì, không nhớ gì các tác phẩm thì em định thi kiểu gì? Em thi bằng niềm tin à? Thi bằng may mắn à? Hay thi bằng cái gì đây? Nghiêm túc xem lại bản thân mình đi. Đừng có để bản thân mình lười biếng như vậy nhá. Môn văn cũng là môn mà các em cần phải đầu tư chứ, đúng không ạ? Đâu phải là các em học 1-2 ngày là các em nhớ được đâu. Trời ơi sao lười biếng thế. Thi khối D mà bây giờ chưa nhớ được tác phẩm nào thì chị cũng đến là chịu đấy. Chị ạ các bạn luôn đấy, chứ không phải là ấy đâu. Không phải là chuyện chơi nữa đâu. Mà bây giờ thời gian thì càng ngày càng gấp rút. Càng ngày càng gấp rút luôn. À, kiến thức liên hệ bài văn nghị luận văn học là kiến thức như thế nào? Em mới chuyển khối nên cũng không rõ phần này ạ. Thật ra là em phải hiểu bản chất đã, Lan Anh ạ. Đặng Lan Anh thân mến, em phải hiểu bản chất đã. Em phải hiểu bản chất là đối với một cái bài văn nghị luận văn học hay mình cần phải đảm bảo những yếu tố nào đã. Thì một trong những cái kiến thức liên hệ mở rộng ở đây là mình tiến hành so sánh văn học. So sánh văn học được hiểu là một cái thao tác mà mình sẽ so sánh đối chiếu với một hoặc là với nhiều những cái gì ạ? À, những cái hình tượng hoặc là những cái vấn đề liên quan tới vấn đề mình đang nói tới để tôn vinh cái vấn đề mình đang đề cập và nghị luận chính ở trong bài đó lên.
hiểu ý chị ông nào, lưu ý giúp cho chị là như thế nhá. Còn đương nhiên là về bản chất sâu xa hơn nữa thì chúng ta phải đi sâu tìm hiểu thì em mới hiểu được. Nhưng những cái kiến thức về so sánh văn học hay gọi là liên hệ mở rộng sẽ làm cho cái bài viết của chúng mình nói chung là hay ho hơn rất là nhiều, sâu sắc hơn này, phong phú hơn này, hay ho hơn này. Đấy thì các bạn cố gắng chủ động tìm hiểu giúp cho chị về cái này nhá. Đồng ý không? Hiểu chị chưa? Nhá, đồng ý không nào? Em nhớ nhưng không biết phân tích dàn trải cho dài, ngôn từ hay kiểu gì. Ở đây hãy xác định giúp chị viết một bài văn hay, không phải là viết một bài văn lan man nhá. Không phải là một viết một cái bài văn dài lan man nhá, mà viết một bài văn hay là chúng mình viết một bài văn đúng, đủ ý và trình bày sâu sắc về cái vấn đề nghị luận chúng ta đang đề cập. Hãy lưu ý giúp chị lại về cái định nghĩa này. Hãy lưu ý lại giúp chị về cái định nghĩa này em nhá, lưu ý giúp chị. Thế nên là không phải là em cứ viết dài, em cứ chém gió lung tung ra đấy là em sẽ có thể đạt được điểm cao đâu, mà rất có thể là em sẽ bị rơi vào cái tình trạng đó, chính là kiểu làm siếc ngôn từ ấy. Có nghĩa là em cứ phô diễn cái từ ngữ của em, phô diễn cái ý của em và nghĩ rằng là mình đang viết rất là hay rồi. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là không, đấy không phải cái là cái gì ạ. Dù thế nào thì mình vẫn phải bám sát nhất vào 3 rem điểm mà. Và em vẫn phải đảm bảo trình bày những cái ý có trong 3 rem điểm mà. Thêm vào đấy thì chúng mình sẽ phải có những cái sự sáng tạo trong bài viết của mình nữa. Câu chữ dùng để không bị mắc lỗi diễn đạt nữa. Bài viết phải chất nữa, rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa. Ok không? Lưu ý giúp cho chị nhá, đồng ý không? Ở đây vẫn còn thấy cực kỳ là nhiều những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chị. Nhưng mà thực sự là bây giờ cũng đã là 23 giờ 30 phút rồi. Các em ạ, bây giờ cũng là 23 giờ 30 phút rồi. Chị nghĩ là chúng mình cũng trọn vẹn một ngày cùng với nhau rồi. Thế nên là chị cực kỳ cảm ơn các bạn vì muộn như thế này rồi mà vẫn lên đây để tâm sự trò chuyện, đưa ra những băn khoăn dành cho chị trong buổi tối ngày hôm nay. Chị cũng đã chia sẻ với các em về điều chị muốn làm, một bài văn để khép lại một ngày dài cùng với chúng mình, đúng không ạ? Và chị rất hy vọng có thể sớm quay trở lại cùng với các bạn nhé, ở trong một phần phát trực tiếp tiếp theo. Và chị cũng rất hy vọng có thể được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày cuối chạy văn cùng với chị Hiên nhé. Thế nên là đừng quên mất việc là tự cho mình một cơ hội để chủ động tìm hiểu về khóa học này, để chị đồng hành cùng với các em ôn thi thật là hiệu quả trong cái bước nước rút cuối cùng nha, được không? Còn chị cảm ơn các bạn và chị chúc cho các bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai chúng mình lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng các em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Bye bye!